Sau khoảng 4 năm chờ đợi thì lại tiếp tục có một ngày hội bóng đá thế giới diễn ra tại Qatar. Và ngày 20 tháng 11 cũng là ngày kỷ niệm của ngày nhà giáo Việt Nam. Và Ecomart sẽ có chương trình áp dụng riêng cho 8 chiếc TV. 8 chiếc TV chạy chương trình cho ngày này. Trong clip này thì em sẽ cập nhật lại giá khuyến mãi áp dụng bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 cho tới ngày 27 tháng 11. Với 8 cái mã TV này, các bác sẽ mua được giá vô cùng tốt. Đấy, bao gồm của Samsung, của LG, của Sony, của cả TCL nữa. Mời các bác. Ngày hôm qua thì em có một cái video phát trực tiếp rất là dài, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Có nhiều bác thì đã xem và đã lựa chọn cho mình được những mẫu TV ưng ý rồi. Tuy nhiên thì vẫn có rất là nhiều bác chờ cái ngày khai mạc World Cup cũng như là ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong clip này thì em sẽ có 8 video để mọi người xem, bao gồm các mẫu của LG, của Sony, của Samsung, của Panasonic và cả của TCL nữa. Sẽ có các kích cỡ màn hình từ 43 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch. Đấy, thì phần đầu tiên thì em sẽ quay một chiếc TV của LG, kích cỡ màn hình 65 inch và sẽ chạy chương trình của dịp World Cup cũng như là gì? Cũng như là cái chương trình kỷ niệm ngày 20 tháng 11 này, cái mã hàng 65UB7720. Con này thì sở hữu thiết kế tràn viền ba cạnh. Mã hàng này là mã hàng có độ phân giải 4K kết hợp với cả điều khiển Magic Remote. Khi mà kết nối cái Magic Remote với cả TV thì sẽ xuất hiện cái con trỏ giống như đang lướt web ở trên màn hình của máy vi tính vậy. 65UB7720 đang bán với giá sau khi trừ hết quà thì nó về còn khoảng tầm 16,3 triệu. Tuy nhiên thì cái chương trình khuyến mãi này sẽ áp dụng này, bắt đầu từ ngày mai sẽ chạy chương trình với giá giảm rất là sâu, 14,990,000. Các cái thông số kỹ thuật của con này như sau: nó sẽ có cái công nghệ xử lý nâng cấp các nguồn tín hiệu đầu vào lên gần chuẩn 4K này, có Magic Remote. Màn hình của UB7720 thì thiết kế viền mỏng ba cạnh. Và đây là cái mã hàng xuất xứ Indonesia, LG là xuất xứ Indonesia mọi người nhé. Thì về cái tiêu chí để lựa chọn một chiếc TV có điều khiển Magic Remote, tìm kiếm giọng nói, rồi có độ phân giải 4K, cái độ tương phản, độ sâu của màu sắc thể hiện trên màn hình như mọi người đang xem demo, thì đây sẽ là một cái sản phẩm khá là tốt trong phân khúc 15 triệu quay đầu. 14,990 bắt đầu từ ngày mai là sản phẩm đầu tiên em muốn quay để mọi người xem. Mã hàng thứ hai chạy chương trình bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 của bên em cũng có động thái giảm sốc, và cái mã hàng quá là quen thuộc với các bác rồi, 65X80K, một trong những mẫu TV bán chạy nhất của Sony tại cái thời điểm hiện tại. Phiên bản này thì thay thế cho các mẫu X80G của 2021, nó tích hợp đầy đủ các công nghệ từ công nghệ màn hình LED lên Direct LED này, có điều khiển tìm kiếm giọng nói không cần tức là điều khiển giọng nói dành tay này, có thiết kế tràn viền ba cạnh, xuất xứ Malaysia và chạy hoàn toàn Android, giao diện Google TV. Thì giá bắt đầu chạy từ ngày mai là giá với cái khuyến mãi về còn 17,490,000. 17,490 cho một sản phẩm mới nhất của năm 2022. Các công nghệ ở trên cái màn của cái thằng X80K này nó sẽ nhỉnh hơn so với ở con LG mà em quay ở cái phần đầu. Con LG quay ở phần đầu thì chưa có công nghệ chấm lượng tử. Cái công nghệ chấm lượng tử ở trên LG gọi là nanocell, còn đối với của Sony thì nó gọi là Chilomilus, hay là Samsung gọi là QLED đấy. Thì cái Chilomilus Pro trên con X80K này thì cho hơn 1 tỷ màu sắc sống động, cái độ tương phản, độ tươi của các gam màu thể hiện, độ sâu của màu đen, các màu sáng tối nó có độ lổ khối vượt trội, và giá thành đang giảm rất là sâu. Thời gian trước mà các bác mua 19,860,000 thì cách đây khoảng vài tháng thì hiện tại nó đang giảm về còn 17,490,000 thôi, và chạy chương trình của ngày mai các bác nhé. Tiếp theo sẽ phục vụ các bác một sản phẩm mà có nhiều bác quan tâm là của Samsung. Phần đầu là của LG với giá nhỉnh 14, thứ hai là của Sony với giá nhỉnh 17, và sản phẩm thứ ba chạy chương trình BM quay để các bác xem ấy, là con 65Q70B. Áp dụng giá cho ngày mai thì con này có giá về còn 18,990,000. Hiện tại đang bán nó nhỉnh 20 triệu 4, 20 triệu 5. Tuy nhiên sau khi trừ hết quà đi và chạy chương trình của ngày mai thì đang giảm về còn 18,990,000. 18,990 thì các bác hình dung là cái mã hàng này nó đã có công nghệ chấm lượng tử như con X80K rồi,
Tuy nhiên thì nó sẽ hơn con X80K ở cái hỗ trợ tần số quét 120Hz. Trên Q70B còn thêm cả cái công nghệ điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời nữa. Một cái điều khiển mà không cần phải sử dụng pin. Các bác cần chỉ cần súng dây sạc cắm vào cổng USB ở trên TV là cái điều khiển nó sẽ tự đẩy. Sạc từ 5 tới 10 phút thôi là có thể dùng trong một thời gian rất là dài. So với cả hai phiên bản 1 và 2, hai cái mẫu TV chương trình mà em quay ở phần đầu, thì 65Q70B có thiết kế mỏng đẹp hơn rất là nhiều. Có chân đế tại vị trí trung tâm chứ không phải chân đế chống hai đầu như của LG và của Sony mà em vừa quay. Cái chân đế tại vị trí trung tâm với cái miếng kim loại nguyên khối như vậy thì các bác sẽ rất là dễ dàng đặt ở các mặt kệ có cái bề mặt ngắn và hẹp. 18990 cho 65Q70B. Trên Q70B này thì có đầy đủ các công nghệ kết nối các thiết bị ngoại vi, điện thoại iPhone, laptop hay máy tính để bàn lên không cần cắm dây, có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, chạy hệ hoành Tizen OS mới nhất trong năm 2022. Đấy thì các bác hình dung là thấp hơn con 70B này thì sẽ có các mã hàng như Q60B, các dòng BU8000 và BU8500. Thì thằng này thì có thể so sánh được với cả X85K của Sony. Nó nhỉnh hơn con X80K với cái hỗ trợ tần số quét 120Hz mọi người nhé. Đây là sản phẩm thứ 3. Và tiếp theo là sản phẩm thứ 4 và thứ 5 mà em muốn các bác cùng xem. Cái sản phẩm này thì hai cái sản phẩm này thì nó có kích cỡ màn hình tới 75 inch. Hai sản phẩm tiếp theo em quay thì có là của 75 inch của Sony và 75 inch của TCL, chênh lệch giá nhau khoảng tầm 7-8 triệu. Tuy nhiên thì mỗi con nó sẽ có một cái chất riêng, một cái đẳng cấp riêng và một cái hiệu năng riêng. Giá thành trên hiệu năng thì đó là cái cuối cùng mà các bác cần xem, cần tham khảo. Có bao nhiêu tiền bỏ ra, bao nhiêu tiền và nhận lại được cái gì. Đấy là điều mấu chốt mà em muốn là để các bác tham khảo. 75X80K sẽ chạy chương trình bắt đầu từ ngày mai với giá bán về còn 25.990.000. 25.990 cho một chiếc TV thiết kế tràn viền ba cạnh. Kích cỡ màn hình 75 inch thì nó sẽ lớn hơn so với con 65 inch mà em vừa quay với giá 17.490.000. Thì giá thành khoảng 26 triệu. 25.990 này thì đây là một trong những mẫu TV cũng có giá khá là tốt tại thời điểm hiện tại. Nhập khẩu Malai, hiệu suất 5 sao, có công suất tiêu thụ khoảng tầm nhỉnh 300W. 75 inch vô cùng tiết kiệm điện, có công nghệ chống lượng tử, điều khiển tìm kiếm giọng nói dành tay, chạy hệ hành Android và có Google TV. Các công nghệ trình chiếu điện thoại iPhone, Android lên 75X80K đơn giản dễ dàng. Có công nghệ chống lượng tử cho độ tương phản màu sắc rực rỡ, sống động và sâu hình. Có công nghệ chuẩn âm thanh Dolby Atmos cho cái âm thanh sống động hay và không cần phải kết hợp với cả sound bar. Vậy thì còn con 75 inch của TCL thì sao, nó có những cái gì và giá thành là bao nhiêu? 75 inch của TCL với cái mã hàng 75P638 cũng là một trong những chiếc TV sẽ chạy chương trình giảm giá rất là sâu cho ngày mai, ngày khai mạc World Cup 20 tháng 11. Mã hàng này thì đang bán tại bên em với giá thành nhỉnh 19 triệu và ngày mai sẽ chạy chương trình áp dụng với giá là khoảng tầm nhỉnh 18 triệu các bạn nhé. So với cả 75X80K thì mã hàng 75P638 nó không thua về độ phân giải. Cùng có độ phân giải 4K, cùng có thiết kế tràn viền ba cạnh, có chân đế chống hai đầu theo kiểu úp ngược như vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ kém cái con X80K ở cái đặc điểm là không có tìm kiếm giọng nói dành tay. Nhưng các bác mà cầm cái điều khiển thông minh tích hợp đi kèm con P638 này thì cái điều khiển tìm kiếm của nó thì cũng có thể khả năng thao tác tìm kiếm chuẩn tiếng Việt ở trên TV rồi. Các nội dung trên YouTube tương tác với cả TV còn trợ ảo thì trên 738, 75P638 vô cùng mượt mà. Mã hàng này là mã hàng mới nhất của 2022, chạy hệ hành Android 11 và có giao diện Google TV rồi. Nhưng nó sẽ không có công nghệ chấm lượng tử giống như X80K, không có tìm kiếm giọng nói rảnh tay giống X80K. Một chiếc TV phù hợp cho các không gian của các quán cà phê, bóng đá hay các bác muốn lắp đặt cho cơ quan, cho khu vực trường học. Đấy thì với cái màn hình lớn như vậy thì sẽ áp dụng cho các căn phòng từ 35 cho tới 40 mét trở lên và khoảng cách từ vị trí ngồi cho tới điểm đặt TV từ 3,5 mét. Đấy, khoảng cách từ 3,5 mét trở lên là các bác đã sử dụng được TV 75 inch rồi. Đấy, sản phẩm của 2022 giảm về còn 15 triệu, 18 triệu, nhỉnh 18 triệu thì đây cũng là một trong những mã hàng 75 inch giá rẻ nhất tại thời hiện tại. Thời gian trước thì em có quay con TV của Aqua với giá nhỉnh 18 triệu ấy, thì mã hàng đó cũng được rất là nhiều cái sự quan tâm của các bác. Tuy nhiên thì thời điểm này nếu các bác lựa chọn thì nên lựa chọn 75P638 với cấu hình cũng như là bộ nhớ của nó khá là nhiều. Đấy, chạy hệ hành Android 11, tải vô vàn các ứng dụng, điều khiển tìm kiếm giọng nói mượt mà và dễ dàng dùng. Cuối cùng sẽ là một số những chiếc TV kích cỡ màn hình 43 và 55 inch
mà bên em chạy chương trình khuyến mại cho ngày mai. Có thêm một thông tin mà em muốn, các bác nào mà đang có tivi cũ hỏng, tivi mà các bác thấy là các bác muốn lém nó ra khu vực rác thải rồi ấy, thì các bác lên lưu tâm vấn đề này. Bên em sẽ có hai cái mã hàng áp dụng cho chương trình đổi cũ lấy mới, kích cỡ màn hình 55 inch và 65 inch. Với một chiếc tivi 55 inch có điều khiển tìm kiếm giọng nói, độ phân giải 4K, chạy hiệu hành Android, bảo hành 25 tại nhà. Với giá có tivi cũ nhá, đổi tivi cũ lấy tivi mới với giá nhỉnh 8 triệu. Nhỉnh 8 triệu cho một chiếc tivi 55 inch của TCL với mã hàng 55P615 hoặc là 55P618. Thiết kế viền mỏng, điều khiển tìm kiếm giọng nói mượt mà, chạy Android, độ phân giải 4K, bảo hành 25. Đó là kích cỡ màn hình 55 inch với điều kiện là các bác phải có tivi cũ, tivi hỏng, tivi vỡ, tivi lát mang đến đổi để sẽ mua được giá đó. Một chiếc tivi 65 inch cũng áp dụng chương trình đổi cũ lấy mới với giá thành chỉ nhỉnh 11 triệu thôi. 65P635, mã hàng mới của 2022. So với cả con 75 inch thì nó là cùng đời với cả 75P638, nhưng nó là kích cỡ màn hình 65 inch với giá nhỉnh 11 triệu. Đấy, nhỉnh 11 triệu thì các bác hình dung là có tivi cũ mang tới là các bác sẽ được mua với giá đó. 65 inch thiết kế tràn viền ba cạnh, độ phân giải 4K, chạy Android 11, có Google TV là cái đặc thù thông số của cái con P635 này, dùng vô cùng mượt mà, đầy đủ các ứng dụng phong phú đặc sắc, đầy đủ các công nghệ có thể trình chiếu hay là kết hợp với các thiết bị ngoại vi. Và mã hàng này thì nó có bờ Bluetooth vô cùng nhận. Đấy, thì các cái mẫu mà TV mà em quay tất cả thì đều mới nguyên hết, bảo hành 25 tại nhà các bác nhé. Nên là các bác hình dung là chương trình khuyến mãi này thì các đặc thù của mỗi một chương trình khuyến mãi để tạo ra cái hứng thú mua hàng cho các bác, thì bên em sẽ có những cái đề xuất để các hãng có những cái chương trình hoặc là có cái hỗ trợ để các bác mua sao được giá tốt nhất. Chiếc TV 55 inch mà giá tốt nhất, chạy chương trình khuyến mãi, khai mạc World Cup và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thì đó là một chiếc TV của Samsung. Độ phân giải 4K, thiết kế tràn viền, độ tương phản, độ rực rỡ của các sắc màu như em đang quay các bác xem này, vô cùng đẹp, với giá nhỉnh 10 triệu thôi, khoảng 10 triệu 6, 10 triệu 7 cho chiếc TV này. Nên là các bác nắm bắt lấy cái cơ hội để mua vào cái thời gian khuyến mãi này thì sẽ mua được những chiếc TV giá tốt. Các bác đã chấm mã hàng nào rồi thì có thể là tham khảo. 55AU7007 mới nguyên hộp, bảo hành 2 năm tại nhà, có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, hệ điều hành TizenOS, đầy đủ các ứng dụng có sẵn để tải xuống, có trình duyệt web để xem được bóng đá trực tuyến, có Bluetooth để có thể tách âm thanh ra dàn loa tai nghe không dây dễ dàng, có thiết kế tinh tế sang trọng, màn hình tràn viền cho cái cảm giác cái bề mặt phẳng nó không bị giới hạn bởi khung hình, xem vô cùng đã, vô cùng thích mắt. 2022 thì đây là cái sản phẩm TV thông minh của Samsung có giá thành tốt nhất, và chương trình mà bên em chạy thì bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, nhân dịp khai mạc World Cup và ngày Nhà giáo Việt Nam. Các bác nào cần hỗ trợ tư vấn mua hàng gọi về hotline 0974178566 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ các bác nhé. Cảm ơn các bác.